cà phê hút lên, hôm nay sẽ nở ra, nở ở chính cà phê thì nó hút đầy xong, nó làm cho cà phê trong đây nở chính ra xong thì mình sẽ bỏ lên đây, bỏ lên lên đây để mà mình pha, mình đổ nó vô mình pha. Này cà phê là rang thủ công, không pha bất cứ một cái gì, nó không với lại bột bắp và các phụ gia khác. Bữa này rang cà phê thủ công để mà đưa cà phê này đưa vô những người thích uống cà phê mật mật thơm hay là hút lên ảnh người có cái nắp đậy trên mạng đó.